Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì bây giờ Tân đang ở chung cư, cho nên là Tân kể được nhiều câu chuyện ma về chung cư cho các bạn nghe. Tại vì Tân chưa bao giờ ở chung cư mà một cách gọi là trọn vẹn như bây giờ. Thì mình ở rồi, mình mới hiểu được những cái nguyên tắc mà người ta sống chung cư như thế nào. Nó không giống như bạn sống trong nhà phố các bạn. Thì câu chuyện ngày hôm nay á, nó một phần nào đó giải thích cho các bạn những cái mà chúng ta không biết mà vô tình gọi người âm vào nhà. Thì Tân nghĩ rằng ở câu chuyện mà chung cư TK đó là cũng có nhiều hộ gia đình giống như vậy. Người ta không có biết, cho nên là người ta vô tình tạo ra cái con đường âm dương ở đó. Khi mình ở rồi mới hiểu các bạn, còn mình chưa ở mình chưa hiểu. Mình đi qua nhà bạn mình chơi á, mỗi chung cư xây khác nhau, mà cái đời ngày xưa với bây giờ á hoàn toàn không có giống. Tân là trước ở nhà phố, mình ở nhà trong hẻm, mình không có hiểu được là ở chung cư nó có những cái chuyện gì mà để dẫn người âm vào trong nhà. Thì câu chuyện ngày hôm nay chắc một phần nào đó có thể giải nghĩa cho các bạn hiểu và giúp các bạn tránh những cái chuyện không may. Thì mình có một người bạn, mà bạn mình thì cũng mua chung cư giống như mình, nhưng mà mua ở cái nơi là nó hơi hoang vắng, có nghĩa là nó mới vừa trao nhà, chứ không phải giống như Tân là Tân mua một cái nơi là nó tấp nập rồi. Tân ở cái nơi mà có nhiều người ở rồi thì Tân mới vô Tân ở. Còn bạn Tân thì cuộc sống mỗi người mỗi khác, mỗi người một cái lựa chọn khác nhau. Nhiều khi mua ở cái nơi đó thì bạn Tân được ở nhà bự hơn, có những cái tiện ích tốt hơn, tùy bạn Tân lựa chọn. Nhưng mà ai cũng vậy, đã đi mua nhà là muốn được an cư liền, chứ không ai đi mua nhà mà người ta muốn là cái kiểu như là chờ đợi. Trừ những người nào mà người ta làm bất động sản á, thì người ta mới chờ đợi để mà người ta bán nhà thôi. Còn những ai mà giống như mình á, đi làm mà để có được căn nhà để mà an cư lạc nghiệp á, thì vừa nghe chủ đầu tư cho vô ở là vô ở liền, chưa cần biết là nơi đó đã hoàn thiện chưa, hay là nơi đó đã an toàn chưa, không cần biết, vô ở liền. Thì bạn Tân cũng vậy, bạn Tân vô ở thì cái chung cư đó của bạn Tân á, là nó giáp ranh với lại một cái tỉnh. Thì bạn Tân vào trong đó ở thì mới phát hiện một vấn đề, một vấn đề vô cùng khó xử là có nên thờ cúng hay không. Người ta nói á, là ở nhà Tây ăn đồ Tàu mà lấy vợ Nhật, cho nên cái nhà bạn Tân đề co chắc chắn cũng giống như nhà các bạn, là nhà phải là nhà Tây, đầy đủ tiện nghi, đã thoát được một cái gia đình mà đã truyền thống rồi, là cúng kiến nhang khói mệt mỏi rồi, thì muốn ở một căn nhà tiện nghi có đầy đủ ghế salon rồi đồ hiện đại là đồ Tây. Cho nên đa số những vợ chồng trẻ hay là những người trẻ như bạn của Tân đều muốn ở một căn nhà giống vậy, thì thường là không biết thờ cúng. Và ở cái tuổi của Tân không phải ai cũng là người biết thờ cúng giống như ông bà mình ngày xưa. Ông bà mình ngày xưa đó là rất là giỏi, là do cha mẹ dạy con cái phải cúng như thế nào. Nhưng bây giờ xã hội phát triển, ở một cái căn chung cư cao cấp vậy thì cúng ra sao? Đâu thể nào mà lập bàn hương án rồi này kia rồi mua giấy tiền vàng bạc về đốt, rất là nguy hiểm cho những người xung quanh. Phải có cái chỗ đốt riêng, mà đã đốt riêng rồi thì chắc gì là người ta có chứng cho căn hộ của mình không? Thì đó là những cái câu hỏi suy nghĩ của bạn Tân khi mà về cái nhà mới. Thì bạn Tân mới nói với Tân rằng là có nên cúng không? Thì Tân nói là nên có một cái bàn cúng, thí dụ như là thờ Phật Bà, thờ Quan Công, thờ ông Thần Tài Ông Địa, hay là thờ linh thú nào đó. Thì đã là bàn cúng thì phải có hướng. Lại thêm một cái khó nữa, đúng không? Hướng thì hướng nào để mà hướng mặt của Phật hay là mặt của ông Thần Tài Ông Địa ra ngoài. Nếu mà nhìn về hướng ban công hay là hướng của cửa bạn đi vô thì hoàn toàn á, chúng ta không hề biết. Là vì sao? Thứ nhất, chúng ta không phải là thầy phong thủy để chúng ta biết được rằng là mình đứng ở hướng nào. Bây giờ để cái bàn về hướng ban công, mà khi ra ban công nhìn á, thì là hướng ban công hướng ra sông, không có đường đi, thì làm sao mà làm việc gọi là hạnh thông được. Còn hướng ra cửa thì hướng cửa mình đi vô thì mình nghĩ đó là cửa,
nhưng là cái hướng đi ra bô rác tập thể chung của chung cư thì cũng khó, mà không thể nào mà không thể nào mà mình biết được cái hướng nào nếu mà mình làm. Còn mà mình nhìn từ ban công qua tay phải thì lại là hướng chính. Mà hướng chính á, thì chỗ đâu mà đặt mà bàn thờ ông tài ông địa thì nó sẽ dính cái phòng của mình, à, dính cái toilet thì cũng khó. Thì bạn Tân mới hỏi Tân là làm cách nào để một cái bàn thờ. Thì Tân mới nói rằng là đầu tiên là nơi nào có ánh sáng nhiều nhất, ánh sáng chiếu vô nhà mình nhiều nhất, là cái khí dương nó nhiều nhất, thì mình đặt ông thần tài ông địa Phật bà hướng về đó đã. Tạm thời là như vậy cái đã, rồi từ từ mình hãy đi tìm những người thầy phong thủy để mà chỉ mình cái hướng đúng hơn. Nhưng mà nơi nào có khí dương là nơi đó sẽ hưng thịnh, bạn đặt cái hướng về đó cái đã. Thì bạn Tân mới làm cái điều đó. Và khi bạn Tân lập cái điều đó xong một thời gian sau thì bạn Tân mới gọi điện. Bạn Tân mới nói rằng là ủa mày ơi, từ khi tao làm cái chuyện đó xong thấy trong nhà tao có nhiều điều lạ lắm. Tân mới hỏi ủa lạ là lạ làm sao. Thì bạn Tân mới ngủ ở trong phòng, thì bạn Tân mới nghe tiếng lục đục ở bên ngoài. Và khi mở cửa ra thấy bóng người đi qua đi lại ở trong nhà. Đôi khi là thấy có người ngồi trên cái ghế sofa của mình nữa, mà là phụ nữ. Thì bạn Tân mới hoảng, mới sợ, tại biết là ma rồi. Nhưng mà tại sao lại có chuyện vậy xảy ra khi mà trong nhà có bàn thờ ông thần tài ông địa, bàn thờ Phật, mà vẫn bị ma quỷ đi vô. Thì Tân mới qua nhà bạn của mình chơi để mà Tân coi. Thì có hai điều mấy bạn mà Tân phát hiện, một điều phát hiện liền là bạn Tân có treo chuông gió. Cái chuông gió nó làm cho cái âm thanh đó, nó nghe rất là dễ thương. Nhưng mà chúng ta mua chuông gió ta không có hiểu. Nếu bạn mua chuông gió, bạn nên mua chuông gió ở trên chùa. Là những cái chuông gió đó nó có phong ấn ở bên trong, à, những cái kinh kệ để làm cho cái âm thanh nó phát ra thì ma quỷ tránh xa. Còn mình mua để mà dễ thương mà treo lên thì bạn biết rồi. Đó là những điều kiêng kỵ đầu tiên khi mà đến tháng âm, tháng của người âm, đúng không? Là thứ nhất. Cái điều thứ hai là điều Tân khó hiểu. Tân không hiểu tại sao mà ma có thể vào trong nhà của nó khi mà tượng ông thần tài ông địa nhìn ra ngoài, mà Phật bà thì cũng nhìn ra bài hướng cửa sổ, thì chỉ có một cái hướng duy nhất là từ cửa sổ đi vô thôi. Thì Tân làm liều, Tân xin ngủ lại nhà nó một ngày. Tại vì phải ngủ lại nhà nó một ngày mình mới biết được nó làm sai cái gì để mà giúp nó tránh. Thì Tân phát hiện liền một chuyện các bạn, là bạn Tân nó đốt nhang vào ban đêm. Cái việc đốt nhang vào ban đêm á, rất là nguy hiểm. Thứ nhất là khi bạn đi đâu, bạn làm ăn thì bạn đốt nhang vào ban ngày để bạn cầu nguyện cho cái ngày hôm đó bạn làm việc hạnh thông. Còn bạn đốt nhang vào ban đêm là thứ nhất tôi nói với bạn nghe, khi bạn nằm ngủ ở trong phòng, ở ngoài nhang khói, các bạn cảm thấy nó giống cái gì? Nó giống như bạn đang thờ một người chết. Mà nếu như bạn đang nằm ở trên ghế sofa mà đằng sau lưng bạn là nhang khói vào ban đêm tầm 12, 1 giờ sáng thì bạn biết á, cái cảnh nó giống cái gì. Người ta nói á, là ở trong nhà đừng có nằm hướng ra cửa, là giống như mình nằm trong hòm vậy. Thì bạn Tân làm y chang vậy. Là có điều đó, một điều tối kỵ ở trong phong thủy, là rất là tối kỵ. Tại vì mình muốn cầu xin cái gì á, là mình cầu xin vào ban sáng, buổi chiều về trước bữa cơm mình có thể đốt nhang một lần nữa, coi như mình cảm ơn ngày hôm đó mình suôn sẻ. Chứ không phải là khi mình đi ngủ mình mới đốt nhang. Vì khi đi ngủ đốt nhang là mình không có thờ, mình cũng không có nói cái gì hết, mình cũng không có xin cái gì hết, mình chỉ đi ngủ thôi. Thì bên ngoài cái hương nhang nó bay ra bên ngoài, thì đúng ngay cái dịp vào tháng âm, tháng của người âm, họ đi ra, đi vô, họ bay qua bay lại, họ hửi được cái đó thì họ sẽ đi vào. Cộng với chuông gió của bạn Tân là cái chuông gió không có phong ứng, cho nên đó là rằng quỷ, là gọi là quỷ đói, hoặc là hồ ly, hoặc là mèo tinh, là những cái con vật mà rất thích nghe cái tiếng âm thanh đó, nó đi vào trong nhà, nó ám bạn mình. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì cái điều đầu tiên á, là phải đốt lá bưởi. Mà bạn biết rồi á, ở trong cái thành phố như vậy, một cái chung cư cao cấp làm sao bạn đốt. Bạn không thể nào bạn đốt mà in nổi hay bạn kêu thầy lên mà làm giải phép cho bạn được. Cho nên ngay từ ban đầu bạn phải có một cái kiến thức
rõ về tâm linh. Hôm nay không những là một câu chuyện mà nó còn là một cái kiến thức để Tân chỉ các bạn biết, để bạn tránh khỏi những cái chuyện đó khi mình đi mua nhà ở chung cư. Người Hoa đó, ở Hồng Kông, ở Đài Loan đó, là khi mình chưa có chung cư họ đã có rồi, họ đã sống chung với chung cư rồi, cho nên họ rất là hiểu, họ biết cách họ phòng tránh. Họ xông lá bưởi, họ đốt lá bưởi để mà làm cho nhà mình nó hạnh thông. Thì cái chuyện rất là đơn giản đó. Thường là những người nào á, mà đi có ông Tần Tài ông Địa đó, hoặc là giống như Tân phía sau á, thì nên có một cái tấm. Tấm nó phải xin trên chùa mới có được, về để ra phía sau đó. Cái tấm đó giúp cho ma quỷ không dám vào, là thứ nhất. Thứ hai, ở đằng trước cửa của nhà bạn Tân á, Tân để một cái bát quái, là cũng thỉnh từ trên chùa xuống, để mà nó chiếu người âm nó tránh xa ra và gỡ cái chuông gió xuống. Tại vì bạn thấy lãng vảng trong nhà bạn một lần hai lần là nó chưa có vô được sâu, còn vô được sâu nó khiều bạn luôn á, nó xuất hiện trong giấc mơ của mình luôn á. Thì bạn Tân chưa đến nổi, bạn Tân chưa đến nổi như vậy. Bạn Tân chỉ là nghe tiếng động bên ngoài rồi thấy bóng á, mờ mờ ảo ảo đi qua đi lại thôi. Thì là bạn Tân nó gọi Tân rồi, mà nó gọi nó chấp chứ không phải nó gọi để mà nó nhờ mình gì mà gọi nó chấp. Là tại sao mình xúi nó như vậy mà ai nhờ nó làm sai. Thì cái chuyện này mình không có trách được bạn, tại vì đơn giản là không phải ai cũng có kinh phí để mà mua một căn chung cư. Nhiều khi mua rồi mình đâu biết cách nào đâu mình cúng. Bạn để ý đi, khi bạn mua rồi á, nhiều khi muốn cúng hay làm pháp sự á, là chuyện không bao giờ có. Bạn lập cái bàn hương án ở đâu? Ở ngay trước ban công, những người khác ta nhìn thấy ta sợ. Tự nhiên có ông thầy pháp đứng cầm cây kiếm gỗ đào, lắc chuông la sùm thì người ta sợ. Ảnh hưởng tới dân cư xung quanh và ảnh hưởng đến cái chuyện buôn bán địa ốc của nơi đó nữa. Cho nên mình phải khéo. Thì đầu tiên là phải mở cửa ra hết, đốt một loại nhang khác loại nhang bình thường mình đốt. Sau đó là mình lấy lá bưởi, mình xông ở ngoài. Xông bằng cách nào? Mình nấu cho nó sôi lên, mình bỏ bưởi vô. Chứ mình không có dùng lửa mình đốt, mình xong mình bỏ vô. Mình để cái thao nước đó, để đằng trước cái cửa ban công của mình. Rồi mình lên chùa, mình nói với sư, để sư cho mình một cái bài chú. Mình về mình đọc, mình cúng. Mình nói rằng là đây là nhà ở, là nhà tôi sinh sống, không phải là nơi có tự tiện ra vô. Cho nên là đừng bao giờ bước vô nữa. Còn nếu bước vô thì phải tránh những cái tai ương và phong ứng đó. Để làm chi? Thì thứ nhất là người ta không bao giờ người ta bước vô nhà mình, người ta không bao giờ người ta muốn bước vô đó. Tại một cái nơi đã có lá bưởi, đã có phong ứng hết trơn rồi, người ta không bao giờ người ta vô đó. Còn nếu bạn mà cẩn thận hơn thì lên những cái miếu thành hoàng để xin hai vị tướng dán hai bên cửa, để mà hai vị tướng họ canh cửa nhà cho mình đó. Thần Trà Ức Lũy là hai người đó họ canh cửa cho mình. Thì Tân chỉ bạn Tân đến câu cái chuyện đó, thì bạn Tân nó làm theo. Thì đến bây giờ cái nhà của nó rất là bình an đó, mà nó an lạc, nó không có chuyện gì xảy ra nữa hết trơn á. Tại vì á, là từ khi Tân ở bên này á, thì Tân mới hiểu. Còn cái lúc mà Tân làm cho bạn Tân thì bản thân Tân chưa chắc hiểu hết được cái tài chung cư như thế nào đó. Những cái thang máy, những cái nơi mà đổ rác, hoặc là nhà kế bên bạn chưa chắc họ là người hiểu về cúng kiến. Họ cũng có thể lôi người âm vào là chuyện bình thường. Họ là ma mà, họ có thể đi xuyên qua nhà bạn là chuyện bình thường. Nhưng mà bạn đã được phong ấn thì cái chuyện nó sẽ khác. Thì đây là câu chuyện mà về một người bạn mà Tân đã từng giúp bạn của Tân ở trong quá khứ để mà tránh khỏi người âm. Các bạn nhớ những cái điều mà Tân nói, tại vì sắp tới là tháng của người âm, cho nên mình phải có những cái kiên kỵ. Thì những cái kiên kỵ mà 11 cái điều kiên kỵ, 7 điều kiên kỵ, 8 điều kiên kỵ nhiều người nói rồi. Nhưng mà đặc biệt không đốt nhang vào ban đêm. Ăn uống ngoài ban công vào ban đêm thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Không nói cười giỡn, cái kiểu giống như là hai người phụ nữ nhau hay là bạn bè với nhau thân thiết, hay ra ngồi ngoài ban công ngồi cười giỡn vào ban đêm là tuyệt đối đừng làm chuyện đó. Tại vì người âm đi ngang họ sẽ thấy và họ sẽ nhập vô người mà họ hợp thì rất là nguy hiểm. Đó, có gì đóng cửa lại ở trong nhà cười giỡn sao thoải mái, không có chuyện gì hết. Nhưng đừng bước ra ngoài đó, dù mình có dán Thần Trà Ức Lũy hai bên thì người ta cũng không cứu được mình. Tại vì quy định là bước qua cái vạch
cửa ban công đi vô trong nhà thì mới chặn lại, chứ còn ở ngoài ban công thì vẫn là ở ngoài, người ta vẫn có thể ghé ngang mình là chuyện bình thường nha bạn. Cho nên phải cẩn thận cái điều đó, và đặc biệt đừng bao giờ nhìn qua nhà đối diện hoặc là cố tìm một căn nhà nào không có người ở, đừng bao giờ làm chuyện đó khi mình ở chung cư. Tại vì bạn không thích người ta nhìn bạn thì người ta cũng không thích bạn nhìn người ta. Có nhiều người mua nhà xong ra hít thở ngoài ban công, cái nhìn cái nhà nào không có người ở nhìn hoài à. Và tự nhiên cái thu hút cái nhà cái nhìn hoài là tự nhiên bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy cái người âm ở trong nhà đó thì bạn lại sợ. Thì đây là những cái điều mà Tân biết được khi mà Tân tiếp xúc với người Hoa. Tại vì người Hoa là người đặc biệt, người Hồng Kông hay Đài Loan á, là họ đã sống trong chung cư từ rất là lâu rồi. Vì Hồng Kông là một trong những cái nước mà gọi là mua nhà đất đắt đỏ lắm. Không phải ai cũng có thể mua nhà phố đâu. Ai cũng sống trong chung cư từ đó đến giờ. Các bạn coi phim Hồng Kông, bạn biết toàn là chung cư không à. Cho nên là người ta hiểu cái vấn đề đó. Và cũng không ít những cái phim ma các bạn thấy là toàn là do nhìn từ nhà mình qua nhà người ta thì mới nhìn thấy. Chứ đâu có tự nhiên mà nhìn thấy được, đúng không? Thì Tân chỉ các bạn những cái cách để mà phòng tránh trong cái tháng âm này, để mà các bạn có thể bình an đi qua cái tháng này. Là tháng này mệt mỏi lắm, cộng với dịch bệnh nữa đó, bao nhiêu chuyện sẽ đổ tới, công việc làm ăn rồi mọi thứ. Nhưng mình biết cách mình tránh thì mình đỡ phần nào cái sự lo sợ trong nhà của mình. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.